cậu á. Này, trời có đâu một kiếp. Đâu ta? Tao nói mày không chịu, mày không làm gì kiếp. Nè thấy hả? Năm nào chở tôi vô chợ bá. Xem kiếm có trời. Có ghệ đẹp không biết giữ đâu. Yêu đẹp không biết giữ đâu. Để cho đi thằng khác về ngồi đây chào hầu hầu đây. Mà nãy chị thấy không? Tao thấy tao mới nói mày chứ tao không thấy tao nói mày làm gì. Nhà mày tao đốt rảnh quá ha. Mà nhà nó đây nó đâu có quen ai ngoài em đâu. Đâu có biết ai bạn bè đâu mà đi với ai ta. Ủa một cái nó đã muốn quen mày có kiếm được mày biết. Về em đây. Nói gì nữa hoài. Trời ơi. Má này về mày nay nạt tao luôn mày. Nó dữ hả? Từ từ. Ăn gan hùm hả? Đi đây chuyện nói em nói vợ đi với ngầu kìa. Ủa tao thấy tao nói mày rồi. Nói sớm vô chặn đầu nói. Để chở đi rồi đã đi đâu bày bại sao. Ủa bày bại nói là do mày chứ tự nhiên thì tao thấy tao nói mày thôi chứ tao nói mày nào. Em tao nói mày nào chở đi rồi đó. Cũng nói vậy. Khi mà tao im luôn ha. À cay quá. Bội vậy. Nói rồi vậy. Không lẽ vậy nó đang im được tao chặn xe đường đó. Rồi còn con yếm nó thay đó mày chưa gì tự nhiên chửi tao du duyên tự nhiên chặn đầu xe đó là sao. Mày đánh quá. Đâu trời. Tao nói cho biết rồi đó mày giữ rồi mất đáng chịu đừng hỏi sao. Nha. Má này thấy nữa gian không ta? Gọi cho em coi. Má cái điện thoại. Điện thoại nó cầm hay gì rồi? Gọi đi. Game hoài trên. Mày đi làm gì? Mày cho mày gọi đi. Điện thoại gọi không có được. Mày gọi được sao tôi gọi được? Gọi đi giờ cái 80 cục rồi đó. Sao em gọi đi tới bao không mẹ? Trời ơi. Nãy tôi gọi không có được mà. A few moments later. Chưa kiếm hai cài được đó hả? Thì chưa té, đi đâu không tiêu rồi. Hồi nãy nó có gì không Vinh? Đi hả? Thôi rồi, mày xong rồi. Thôi mày xong rồi. Cảm gì vậy? Xuyên cám vợ. Nãy đi đâu? Anh hỏi em nãy giờ thằng nào chở? Thôi cho hai đứa nhiều biết đi. Ngồi xuống coi. Cái nãy thằng nhỏ nào chở? Anh hỏi em thằng nào chở? Hả? Nãy đi với nào? Anh đi với con nào anh chở con nào vô nhà? Tôi không có đi với con nào vô nhà Mỹ á. Okay. Ngồi xuống. Anh ngồi xuống. Nãy chở thằng nào mà ưng cái ngắt ra. Tôi không có thằng nào hết trơn, cái nãy anh chở tôi. Anh không có chở ai. Ngồi xuống nha. Không có chở. Mày không chở sao mày chạy lên mày nghe điện thoại mày vô nhà nghỉ. Nghe đi. Nãy vô nhà nghỉ con nào. Em chở thằng nào mà ưng mèo quá thì cứng ngắt ra. Em không chở thằng nào hết trơn nha. Quất nha. Nghe không? Ai á? Đi ra đây, bớt ra đây. Quỳ gói xuống. Quỳ. Hồi nãy chở thằng nào? Thằng nào chở? Buông ra coi. Buông ra. Tối lệ nha. Dạ muốn sao? Hồi nãy em chở thằng nào chở em ôm. Cứ nhắc ra. Không có chở thằng nào chở hết á. Ra đây. Chị Linh kêu hồi nãy thằng nào chở em. Bạn gái mày đó. Hồi nãy đi con nào vô nhà nghỉ? Không có. Quỳ xuống mẹ. Quỳ cái đầu em. Hồi nãy em chở thằng nào? Thằng Quang kia đứng đây. Nói cho khỏi nha. Ngồi xuống đàng hoàng. Em Quang kia ngồi xuống. Xuyên một cái bây giờ á. Ngồi tiếp. Làm gì? Tiếp chuyện rồi. Mày thử đi. Mày bắt thằng nào làm gì? Mày thấy anh Hải ca chở nhỏ nào luôn. Hồi nãy chị thấy miếng thằng nào chở nó không? Cứ nhắc không? Bây giờ mày nói thằng con mình. Để chị Linh mày trả lời kìa. Nãy giờ đi kiếm đồng vòng mấy tôi rồi nha. Nãy là tôi đi kiếm anh tự trong 13 ra tới mười mấy luôn nãy nha. Nãy giờ anh cũng đi vòng vòng kiếm em đó nha. Kiếm gì? Nãy giờ thấy thằng nào chở em. Để hai đứa chạy này con đi rước con không? Ôi vậy. Để từ từ rước con ra đây mày ngồi trễ giờ. Chị thấy. Chị thấy. Chị thấy nó chở con nào ôm mà cứ ngắt quá. À.
Hồi nãy kìa, chị Trinh kêu là thằng nào chở em. Hồi nãy chị Linh nói là thằng nào chở em ôm nó nhắc nha. Đừng có cười đây. Trời ơi trời. Tôi quen anh như thế nào anh cũng biết chứ. Tôi quen... ở đây tôi quen ai anh cũng biết mà. Vậy sao chị Linh kêu? Sao em đi hỏi chị Linh đi. Chị Linh nãy nói là em ôm kia ôm nó nhắc ôm em hết đó. Tôi về đây mấy năm là tôi quen ai là mấy người biết hết. Vậy sao chị Linh kêu hả? Cũng mặc cái áo vàng vàng vậy đó. Ây da. Trời ơi trời. Nãy anh ôm con nào? Không có ôm con nào hết nha. Nãy giờ anh ta ở đây cho đi kiếm nha. Nãy giờ tôi cũng đi kiếm anh tự trong 13 em gã tới 25 luôn nha. Tôi nãy giờ tôi đi vòng kiếm cô nha. Chị Linh nói chở nhỏ nào đi vô nhà nghỉ. Chị Linh cũng nói à, em chở ở lộng thằng nào chở em ôm cứng nha. Trời ơi trời. Đi rồi coi. Mày làm gì ơi? Đi rồi làm dính cho con ơi. Gà nó chối kìa. Về chờ hỏi chị Linh mẹ. Trời anh không chơi gì tía. Tía bỏ đi tía vô đi coi. Làm gì vô rồi. Chị lên nghe mày. Tại vì chị lên đây coi. Chả thằng nào. Anh vô nhà nghỉ con nào. Không có nhà. Hai mày làm gì làm vậy. Chị hồi nãy chị làm chứ coi. Hồi nãy chị nói chở. Ủa tao nói chưa hết. Tối qua tao nằm bên ấy. Thầy nó mày vậy tao có nói gì đâu. Tao nói chưa hết. Tối qua tao nằm bên ấy. Thầy nó mày vậy tao có nói gì đâu. Tao nói chưa hết. Tối qua tao nằm bên ấy. Thầy nó mày vậy tao có nói gì đâu. Ô thá thế ư thá. Tao nằm bên tối qua đấy. Mà ai mày chở con nào mà thấy nằm mơ thấy hai đứa mày như vậy chứ con đâu có đâu có ấy đâu. Sao nãy nào nó tao nằm mơ mày không nằm mơ mà mày thấy người đi trời ơi là trời nằm mơ hả. Sao nãy nói hết mẹ nói gì dữ vậy. Chưa nói xong mày vậy là đền đền thì ai biết. Chị nói như mẹ tao nghe chị lên mày không thấy y mà nào chở ôm cứ nhắc thì nó kể tao nó kể lại. Thở oxy gấp trời mời. Bây giờ nó. Bây giờ nó nằm mơ. Nằm mơ thôi mà. Em có chở nào không? Em có chở nào không? Nào chạy em không? Vậy có nằm mơ không? Nằm mơ thôi. Nằm mơ thôi. Hai mày làm gì vậy? Nằm mơ thấy thôi mà. Trời nằm mơ. Nằm mơ. Đâu? Nằm mơ. Nằm mơ thôi mà. Nằm mơ đâu? Tôi ở nhà anh á. Anh kêu ra đây. Ăn sườn nướng. Ừ. Ra đây cái chị Linh nói gặp thằng Hải ca mới chở nhỏ nào đi nhà nghỉ. Trời chị Linh nữa báo không à. Rồi nãy chị Linh nói với anh á là thằng nào chở em ôm chứ nhá. Mơ nữa. Mơ kỳ trời. Trời mơ nữa. Ủa một cái giấc mơ thì tao thấy mày chở con nào xong cái tự nhiên tao quay qua tao thấy con Yến thì thấy thằng nào chở Yến thì vậy đó. Lụ đạn ơi kỳ cục gậy. Lụ đạn ơi kỳ cục gậy. Trời cái mơ của chị là cháy nhà của tao. Ủa là mơ thì làm sao biết mơ. Được. Rồi vậy nãy giờ có chở thằng nào không. Mơ thôi mà. Nãy nó mơ thôi mà. Nhưng mà thì có chở nào không. Mệt nha. Ở đó mày giải mơ đi nha. Giải mộng đi. Thôi đợi sao giấc mơ rồi. Gì vậy là mơ hả thiệt. Mơ thôi mà. Trời ơi. Trời ơi. Mệt chứ. Giờ sao. Sao. Bả mơ kìa. Mắc gì vậy ông lộn lên vậy. Mơ gì mơ lũ đạn chi. Mơ kìa. Mơ kìa. Mơ kìa. Mơ kìa. Mơ hả? Mơ thôi mà. Thấy người ta chạy lộn vui lắm mày. Nó mơ kìa. Mệt chứ. Chỉ là mơ thôi mày làm gì thứ ghê vậy. Đi kiếm con khác luôn nè. Đi luôn nè. Ngon đi kiếm con khác coi. Ngon sao? Ngon. Đừng giỡn mặt nha. Thèm giỡn mặt chắc. Giỡn mặt về mét mẹ giờ á. Giỡn mặt về mét mẹ giờ á. Giỡn mặt về mét mẹ giờ á. Lớn rồi. Ngon đi với thằng khác dạy mét mẹ đó nha. Ê lớn rồi, có lòng nách rồi. Dạy mét mẹ. Lớn lớn cũng là con của mẹ chứ bộ. Biết là con của mẹ rồi, có lòng nách rồi. Còn mét mẹ. Em hồi dạy mét mẹ. Thôi tôi sợ quá, tôi sợ quá. Mẹ mà chắc tao sợ. Tại mẹ em đi phố dạy mét mẹ chị. Chắc tao sợ mẹ mày. Chị mơ tầm bậy tầm bạ. Chắc tao sợ mẹ mày ha. Mét anh hai em đâu có gì nè. Ui trời ơi. Ông ơi. Mét anh hai đó kìa. Tụi con mét mẹ cha thông đồng với chị Linh nữa nè. Linh nó kể hở cho nghe. Kể thôi mà. Rồi gì bây giờ rốt cuộc nó không nằm mơ. Em đi với thằng Thái nha. Cô Trận á, cô Trận Thái chị gái nha. Cô Trận á. Vậy mét mẹ. Mệt. Đi về.
không có ăn uống gì hết á. Dạ. Ủa mày vui vậy đó hả? Mày muốn mày đừng làm mơ nữa mà. Ủa làm mơ tao không ngồi đi, con nhanh nhõng rồi coi. Mơ tao mà làm gì thế ghê vậy? Mà không vậy? Hai này làm ghê thiệt. Y như thiệt luôn. Thiệt mà. Chị cái này ông chưa nói sớm cho con biết. Chị Linh mày có nói đâu, chị Linh mày cuối cuộc ngồi một hồi nó kể không làm mơ. Ủa, ai biết đâu. Út cũng sơn sơn sáng, tao nói tao kể tao chưa kể hết thì lo dãy đạch lên thì nói gì? Hay mày mới làm. Nói sớm thì đợi cắt chân nháy nhỏ. Mày mới nè, mày mới kể cái hải trại gà tới rồi làm luôn. Chưa gì chứ, mơ thôi mà. Trời đất ơi. Cái giá nhỏ mất giống nhỏ sao trời. Mất giống đi đâu khác. Trời ơi. Chưa mắc cười. Á à, anh làm ghê thiệt chứ. Vui không mắc cười dữ hả? Y như thật luôn. Lo giỡn chứ làm gì cái này vậy? Tao tưởng thiệt chứ anh. Út tưởng thiệt hả? À? Ừ. Ai giờ mày không làm mơ. Tưởng thiệt mà kể cũng đúng rồi. Tưởng thiệt hả? Tưởng thiệt luôn. Nghĩ sao? Nãy con Út nói sao? Hả? Con Út đã nói kìa. Giỡn thôi mà. Ơi, giỡn tìm cách cho tôi nói mà sao Út nhập tâm nghiệp dai dữ vậy? Tại sao không nói? Nhập dữ hả? Đã nói là kiếm để cho hai đứa nó. Chứ mày hỏi có cái đường nào ra đâu. Trời. Nó càng vô không chứ đâu có đường ra đâu. Đã người ta nói trước là kiếm để cho hai đứa nó mà cứ công nhận nhập tâm thì sợ luôn. Nhập tí ghê nhập. Tại vì nó không có đường ra, tao không mới nhập luôn. Đi lòng vòng không có đường ra. Không có đường ra luôn. Ủa là nãy giờ chị cho nó hả? Ừ. Trời ơi trời. Chơi thôi mà. Cái mơ mộng vậy. Duy không? Cũng được. Tạm tạo quá ha. Tiếp. Em bay toàn cho anh tao ăn rồi hết mẹ đâu mới bay bị đòn đâu. Anh bay có bị đòn không? Không biết. Mày cho anh biết bao nhiêu cú. Nay mới có con cái nhảy nhộn đông nhảy đông nóng nóng nóng. Mới có gì vậy? Con nè. Cái người lãnh đạn từ đầu tới đuôi nè. Cho anh rồi cháy nhà thiệt. Ủa đã cho rồi cho trái nhà chứ. Nè, cái vụ cây cam mổ hút hóa mồm ở đây ngay cái mặt nó vĩnh thấy mẹ luôn. Cây cam có xin nhơi vậy? Còn gì ghê hả?